dạo với ba. Trưởng phòng Nohara ơi, em xin lỗi nhiều, vì đã để anh chờ một tiếng nha. À, không có gì đâu, để em chỉnh đồng hồ của anh quay là một tiếng đồng hồ cho nha. Trưởng phòng Nohara. À, nhưng mà Yumi à, em gọi em tới đây nói chuyện, không biết có chuyện gì không? Dạ, em muốn gặp trưởng phòng Nohara tối nay là để... Gặp anh để... Là để cho trưởng phòng Nohara một bữa bánh bao Trung Hoa thật no nê luôn đó. À trời ơi. Nè. À. Rồi tiếp nè. À. Nè. Hôm nay không no là không về luôn đó nha trưởng phòng. Sáng cũng được màu màu vậy đó hả? Hai cái đứa này. Rồi rồi, dậy đi, cho em hút bụi một cái nè. Cái gì vậy? Cách tuần mới được một ngày nghỉ, cho ngủ xíu đi. Ngủ nhiều quá đó. Dạo này anh làm việc tăng ca nhiều nên mệt mỏi lắm em ơi, em biết không? Vậy thì dậy, dẫn con đi chơi cho khuây khỏa đi nha. Hả? Ba ơi, đi chơi đi ba. Trời ơi, thì chịu không thấu. Thôi được rồi, lâu lâu đi chơi một bữa thôi nha. Công nhận là đỡ tốn tiền xăng quá ha. Lâu rồi anh cũng ít vận động đúng không? Thì cũng... Rồi, xuất phát một vòng thôi. Chán như con gian luôn. Chán ghê, chán ghê. Cả tuần mới có ngày chủ nhật được nghỉ mà bắt con phải đi coi chừng ba như vậy á hả? Chán quá. Câu đó là để cho ba nói mới đúng. Thì mà xuống liệt luôn ha. Lúc nào cũng đừng ngồi trong xe đẩy hết à. Đi bằng xe hơi là đỡ mệt rồi. Thôi được rồi, đừng có ủ rũ nữa mà. Hôm nay là một ngày nắng đẹp cho nên việc đi dạo như vậy tốt cho sức khỏe lắm đó. Vậy mình đi đâu đi ba? Thì đi đâu cũng được, cứ đi bộ vậy, thích đi đâu thì đi, có biết đi đâu đâu chứ, hỏi kỳ. Trời trời, không chịu suy nghĩ là đi tới đâu luôn, chỉ biết đi đại thôi à. Ái chà, dễ thương quá à. Bé tên gì vậy anh? Tôi là Hiroshi, không, bé tên là Himawari. À, thì ra là bé Himawari. À, còn con tên là Shinosuke đấy cơ. Hay á. Ủa, đợt cô ẩm con hả? Có được không vậy anh? Tất nhiên. Em rất là thích em bé luôn đó. Cô ơi, dạo gần đây con cũng là em bé luôn đó cô ơi. Thật là dễ thương hết sức à. Trộn quá đi. Đúng là Hima tinh ranh, thiệt là ganh tị quá đi. Nói vậy chứ ba cũng ganh tị với Hima quá đi. Tạm biệt. Sao ba không gọi địa chỉ mail vậy? Sao mà khi không hỏi được hả con? Đúng là tay nghề của ba còn non nớt quá đi à. Ba không nghĩ là mình nên mạo hiểm chút xíu hay sao chứ? Nếu mẹ Mise mà phát hiện ra một cái là con biết chuyện gì xảy ra với ba rồi đó. Mới ẩm Hima lên rồi nựng nịu có chút xíu thôi mà làm gì thế ghê vậy, bực bội hết sức. Wow, dễ thương quá. Nhìn nè, lại đi. Ôi trời ơi, dễ thương quá, bé tên gì vậy? À, là Hiroshi. Dạ, là Shinosuke. Không phải vậy, tên bé là Himawari. Himawari hả? Dễ thương ha. À, có thể gọi là Hima thôi cũng được đó. Hima ơi. Dạ, còn em á, thì chị cứ gọi tắt là bé Shin, thôi cũng được là chị ơi. Hẹn gặp lại nha, bé Hima. Gặp lại sau nha, bye bye. Bye bye. Ta là như vậy nữa rồi. Ba phải nói chuyện cho hay hay lên một chút nữa đi chứ. Mà nói hay hay là nói làm sao con? Thì nó là muốn làm quen và kết bạn với các chị gái đó chứ cần gì nữa. Nè, tự nhiên con trở nên khó chịu trước vậy, làm sao? Trước nhà ga đó, tôi thấy cũng có nhiều fan hâm mộ lắm nha. Gì hả? Rồi để lần này tôi tới coi thử coi. Thiệt nói mà, thẳng ra luôn nè nghe. Ông không biết rồi. Bà nhắc gan có một tuần còn nhắc gan có 100 lần. Tập trung ở đó đông lắm luôn. Con không hiểu gì hết à. Đừng có giả bộ ngây thơ không biết gì nữa. Còn với cái bực bội. Trời ơi, Hima đâu mất tiêu rồi. Trời ơi. Đây nè. Ủa? Xin lỗi. Bé nhỏ không biết cho nên đi lộn xe. Trời ơi, Hima này mới lơ lỏng có chút xíu thôi mà có chuyện liền. Ôi, cô Shin đâu rồi ta? Bye bye. Hamburger đi ba. Ơi, nè, sao tự động vô luôn vậy? Hima cũng muốn vô luôn hả? Trời ơi, mệt với hai đứa này quá. Nhanh lên. Chúc quý khách ngon miệng à. Xin chào quý khách. Chọn cái nào đây ta? Riêng con á,
con chọn phần cho trẻ em, có kèm theo nước ép cam nha ba. Lấy cho con đây. Dạ. Với lại dạ nụ cười của chị gái cỡ M đó nha. Vậy thì mình lấy cỡ L nha. Hả? À không không, à, cái bánh vị phô mai nha. Mình ngồi chỗ này đi con. Dạ. Ủa, ôi, con thích bên đó hơn hả? À, cái nào cũng được mà. Bên này đường nè ba ơi. Ồ. Lộn xộn quá đi. Cô xin, cho em ăn giùm ba đi con. Dạ. Ê nè Genki, qua bên đây ngồi đi con. Anh xin lỗi nha. À không có gì. Thì ra anh chàng này cũng giống như mình bị bắt giữ con rồi đây mà. À nhìn gương mặt này chắc chắn là trốn vợ ra ngoài cho khỏe nè. À, chắc là anh chàng này cũng trốn vợ đi ra ngoài cho khỏe như mình chứ gì nữa. Nè Yima, bánh lăng ngon lắm á. Không thèm ăn hả? Rồi vậy thì để anh ăn chứ biết sao giờ. Thành thật xin lỗi. Yima, chơi gì kỳ với con. Bác xin lỗi, bác xin lỗi. Yima đi đâu rồi? Ê nè, con làm gì vậy? Qua đây với ba đi con. Hai, ăn no nay ghê luôn. Bây giờ tự nhiên buồn ngủ rồi đó ba. Con không có được ngủ đâu. Ba phải coi chừng em rồi làm sao cõng con được. Được mà, được mà, được mà, được mà. Lâu lâu á, con muốn được ba cõng con về nhà đó ba. Trời ơi, nói gì vậy thằng này. Đúng là biết nịnh. Rồi, muốn ba cõng về nhà chứ gì. Đúng không? Vậy thì ngủ đi con. Ngủ đây, ngủ đây. Nói thì nói vậy chứ cổng thằng này rồi thì làm sao đẩy em bé đây. Ôi, nằm thẳng lại. Thôi không được rồi, xin dậy đi con. Dậy đi mà. Trời ơi, thấy vậy mà cô xin nó cũng lớn rồi chứ ha. Vậy nha, hướng về nhà thẳng tiến. Làm dưa leo muối chua, phải không ta? Ăn cho đã đời luôn ha. Hả? Để nhờ bãi đậu xe. Làm khoảng chừng nào mới xong vậy anh? Ngày mai là chủ nhật rồi. Với lại còn phải sửa cái máy nên chắc là cũng phải mất cả tuần lận đó nha. Hả? Ủa, không phải em đi sửa xe hay sao? Hả, kỳ vậy? Chờ họ đưa bản báo giá cũng hơi lâu. Với lại còn đang chờ sửa cái máy che xe nên để sau cũng được. Hả? Vậy thì cái này làm sao đây? Thì tạm thời nó vẫn còn chạy được mà. Nhưng mà làm máy che xe cũng mất cả tuần lận em. Một tuần lận á? Hay là mình thuê bãi đậu xe chỗ nào đó đi. Hả? Sao làm cái máy che thôi mà phát sinh chi phí tùm lum vậy? Cuối cùng là lỗi tại cũng không biết luôn có đúng không mà. Là lỗi tại con chứ tại ai nữa mà nói hả? Lười đi, lười đi. Xin ơi, con nhìn bên trái kỹ cho mẹ nha. Theo con thấy thì bên này không sao đâu mẹ. Lùi đi, lùi đi, lùi đi, lùi đi. Qua trái đi mẹ. Cái gì kêu vậy? Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Mem Sino là can dịp lép đầu chơi yêu quý của con luôn rồi. May quá đi, may thiệt á. Nhớ lại chuyện đó là nó muốn sôi ruột luôn rồi nè. Shinosuke, con làm cho mẹ bực mình rồi đó nha. Đang làm lại nhà hả anh chị? Anh chị có khỏe hay không vậy? Thì như cậu thấy rồi đó. Rồi bây giờ tính sao đây? Tình hình là tuần sau mới làm xong cái máy che đó. Không biết là có chỗ nào cho đậu nhờ một tuần lấy giá rẻ không ta? Chị đang tìm bãi đậu xe hả? Tìm chỗ nào rẻ rẻ á. Chỗ nào lấy giá rẻ rẻ như là miễn phí vậy đó. Chứ không là mẹ keo kìa của con không chịu đâu á nha. Nếu là tìm bãi đậu xe thì cứ dùng bãi đậu xe của nhà em đi. Hả? Hiện tại thì tụi em cũng đâu có xe đâu. Xin đừng ngại gì hết á. Ý tốt của hai em chị rất hiểu nhưng mà không tính phí đâu mà lo. Quyết định vậy đi. Dạ. Trời ơi. Ủa nhưng mà sao em lại thuê bãi đậu xe ở đây làm chi vậy?
Không có xe mà thuê làm gì? Dạ là khi chuyển nhà tụi em tính là mua xe liền, nhưng mà... Nhưng mà dì Yoshirin chỉ mới có giấy chứng nhận thôi cho nên... Nhưng mà dù gì cũng đã có giấy chứng nhận rồi. Hay anh đưa cậu một chìa của xe nha. Nhưng mà có cần không ta? Thì cứ giữ đi, lỡ có khi cần thì dùng liền. Có phải là đưa cho hai vợ chồng cậu luôn đâu mà lo. Dạ em hiểu rồi. Trong lúc anh chị không dùng xe, hai em có muốn đi đâu thì cứ lấy xe mà đi nha. Dạ không, em mới lái chưa rành lắm nên không tự tin lái đâu. Nếu lỡ mà đụng xe móp méo nữa thì chắc tiêu luôn quá. Ngày hôm sau. Nói vậy mà đã lấy xe đi đâu mất tiêu rồi. Lái được như vậy mà hôm qua cứ từ chối mình hoài. Đúng thiệt là. Em xin lỗi để chị đợi nha. Em nghĩ lâu lâu chạy lại thử chút xíu á. Lâu rồi anh ấy mới chạy xe lại đó. Nhưng mà hên quá, không sao hết. Vậy à, vậy thì tốt rồi ha. Em sẽ dê xe vô đó nha. Dừng lại. Mềm chút xíu nữa luôn. Lâu quá rồi mới chạy cho nên. Nhưng mà cảm giác cũng quen từ từ rồi. Lại mềm chút xíu nữa. Con nghĩ là còn dở hơn mẹ luôn á. Lôi đi, lôi đi. Coi chừng cái kính. Như vậy thì không mở cửa ra được rồi. Thiệt là may quá, không có bị gì hết. Như vậy phải nói là quá dữ luôn. Để em chỉnh lại cho thẳng luôn. Cứ để yên vậy là được rồi. Chị sẽ chạy liền mà. Vậy hả? Thì mình cũng đưa chìa khóa xe rồi. Với em cũng nói là lấy chạy đi cũng được mà, đúng không? Nhưng mà... Nè Xin ơi, làm gì mà lừ đừ vậy con? Hôm nay chủ nhật chắc là đường đông lắm. Ôi, cái gì đây? Trời ơi mấy đứa này. Nghĩ sao mà làm vậy vậy trời. Chắc lấy chìa khóa lại quá em ơi. Là anh Nohara hả? Em nghe tiếng lớn, tưởng ai đó đang đùa giỡn ngoài này chứ. Vừa đúng lúc luôn. Anh cũng đưa cậu cái chìa khóa xe rồi nhưng mà... Đúng rồi, là chìa khóa xe à. Chắc là em trả lại cái này cho anh đó ha. Hả? Tại em lo là sẽ bị tai nạn xảy ra thì khổ lắm cho nên em... Với lại tụi em cũng không cần xe hơi lắm đâu. Cảm ơn anh chị nha. Như vậy thì được rồi, nhưng mà bên trong xe thì... Anh thấy có thích không vậy? Tụi em thấy làm như vậy thì cái xe sẽ đẹp hơn đó. Thôi được rồi, hai đứa cho đậu xe nhờ là quý lắm rồi. Thôi anh chị không giận đâu. Thôi đừng ngại mà. Ngại chứ sao không ngại. Em thấy xe như vậy đẹp mà. Nhưng mà anh chị đi đâu ra ngoài hả? Cả nhà sẽ ăn tối ở nhà hàng sushi Doshikoi. Doshikoi. Đã nha, nhà hàng sushi Doshikoi. Hôm nay là ngày giảm giá luôn đó nha. Em biết rõ ha. Tụi em đi bộ tới đó thì hơi xa chút xíu. Nếu mà đi bằng xe hơi thì tốt quá rồi ha. Đúng đó. Đúng như vậy á. Hình như xe của anh có ghế cho em bé ha. Nếu như mà muốn đi chung thì cũng chỉ có thể chở thêm được một người nữa thôi. Nếu muốn đi chung á thì có thể chở thêm được một người nữa ha. Michi ơi, em cứ đi trước một mình đi. Cậu không tới cùng với cô ấy à? Anh thì sẽ không sao đâu. Chỉ cần Michi được ăn sushi ngon và rẻ thôi là anh vui lắm rồi đó. Yoshirin, không được đâu. Em không đi một mình đâu. Yoshirin mà không có thì em ăn sushi không thấy ngon đâu. Thôi không sao đâu mà em. Em cứ đi đi, anh sẽ ở nhà coi nhà. Khi về em nhớ mua cho anh là được rồi. Em không chịu như vậy đâu. Thôi được rồi, tôi sẽ chở Mise và Michi tới đó trước. Xong rồi quay lại chở cậu luôn có được chưa? Có thể không vậy anh? Doshikoi sushi. Ngon quá à Michi ơi. Ăn quá chừng luôn hả Yoshirin? Nè, đường về cũng phải chạy hai vòng luôn à. Ngày hôm sau. Chị đi ra ngoài hả? Chị đi tới tiệm Sato để mua đồ chút xíu à. Giờ đúng lúc em cũng muốn đi tới đó luôn. Lái xe đi mua đồ công nhận đã thì chị ha. Ha. Nhưng mà sao nó không chạy gì hết vậy ta? Con đường này thì lúc nào cũng vậy hết á. Nếu vậy thì đi tàu điện sẽ nhanh nhiều hơn đó. Ha. Vậy thì em sẽ đi về bằng tàu điện. Hả? Vậy thì nhờ chị chở giúp hành lý nha. Nè. Tôi có phải là người chở hàng đâu chứ. Bởi vậy anh mới nói mình thuê bãi đậu xe đi mà em không chịu nghe. Còn có 4 ngày nữa thôi, phải cố gắng lên mới được. Đúng là kẹo dính chuột mà. Lại ngày hôm sau. Ừ.
Hôm qua nhờ chị chở em đi mua đồ nên em đã lau xe cho chị để trả ơn đó. Cảm ơn em. Hôm nay chị cũng đi mua đồ hả? Ừ thì đã ha. Nếu mà em không có gì đột xuất thì cũng muốn đi chung với chị. Hả? Em có việc rồi à? Thiệt là tiếc quá ha. Hôm nay ở siêu thị Hành Động bán giá rẻ lắm luôn đó mà em không đi được. Là siêu thị Hành Động hả? Ở bên cạnh siêu thị Hành Động có tiệm game gá sư có đúng không chị? Hả? Em nhờ chị mua giùm em phần mềm trò chơi mới ra ở đó được không chị? Phần mềm trò chơi á? Siêu thị Hành Động trong những ngày giá rẻ như vậy thì lúc nào bãi đậu xe cũng đông hết luôn đó. Vậy thì mình sẽ đậu xe ở tiệm game đó rồi đi qua siêu thị Hành Động để mua đồ vậy cũng được chứ ha. Siêu thị Hành Động. Nếu cứ chờ như vậy thì sẽ hết giờ khuyến mãi mất. Thôi, mình đi qua bên bãi đậu xe của gác sư trước đi. Bây giờ mình đi mua trò chơi trước rồi. Sao lại xếp hàng dài vậy chứ hả? Đã vậy còn xếp hàng dài ra tới ngoài kia luôn nữa chứ. Kiểu này là hết giờ khuyến mãi rồi. Hả? Ba thích bong bóng mây không ta? Kì càng mưm và kì càng... Hả? Ủa? Xin chào quý khách. Xin chào quý khách. Cho em cái siêu nhân Hành Động đi chị ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mua bong bóng cho con đi mẹ. Không được, bong bóng bay không cần phải mua đâu, được nhận miễn phí mà. Ủa, nhìn đằng kia kìa, người ta phát miễn phí đó con. Con không thích cái đó chút nào, con chỉ thích cái siêu nhân Hành Động thôi à. Nhưng mà cái đó bán tới 100 yên lận đó, với lại nó dễ bị xẹp lại còn nhỏ xíu nữa đó. Con muốn cái đó lắm mẹ ơi, mua đi mà. Mẹ ơi, mẹ ơi. Không được, không được. Không được, không được, không được. Không được, không được, không được, không được. Em ơi, thôi dừng trò đó lại đi. Đúng là cái đầu bà kêu kẹt mà. Nói cái gì chứ hả? Từ nay về sau mẹ sẽ không giặt quần áo siêu nhân cho con nữa đâu đó nha. Thôi đủ rồi nha, để ba lấy tiền của ba mua cho con. Từ nay cho tới ngày lãnh lương, anh hết tiền tiêu giặt rồi đó nha. Anh biết điều đó rồi. Qua, đồ chơi kìa, đồ chơi kìa. Nè nè, không có được chạy như vậy, nguy hiểm lắm biết không? Ủa, chỗ này hồi trước là bán quần áo nam mà ta, sao giờ trở thành nơi vui chơi mất tiêu rồi? Vậy là chỗ bán quần áo nam ở tầng trên nữa hả? Cô Sen đâu rồi? Cô Sen ơi! Kia kìa. Công nhận cái bong bóng bay cũng có tác dụng trong tình huống này đó chứ ha. Tự động chạy chỗ khác như vậy là không được nghe chưa hả? Làm con giật mình à. Tự nhiên chặn đường người ta rồi hét lên như vậy không được nghe chưa? Ba ơi, giữ giùm con cái này một chút đi nha ba. Đã nói là không được chạy đi một mình như vậy mà không nghe hả? Đúng là cái thằng này. Dạ, cho tôi hỏi, quầy bán quần áo nam đã di chuyển đi đâu vậy hả chị? Quầy bán quần áo nam đó hả? Ở đằng kia có bán đó chị ạ. Cảm ơn chị nhiều nha. Nè con, không được đâu, đừng có đụng vô mà. Anh ơi anh. Đừng. Anh cứ đi coi áo vest trước đi, để em coi Hima cho. Em tìm được cô Xin rồi thì em dẫn nó tới chỗ anh luôn ha. Anh hiểu rồi. Còn cái này. Hả? Cái gì? Còn gì nữa, làm sao anh mang theo được chứ? Sao vậy? Còn hỏi sao nữa. Anh tự mua nó thì anh phải tự giữ nó thôi, chứ em có biết đâu. Hima ơi, con thích mua cái gì không nè? Tại sao? Tại sao lại đưa mình cầm cái này chứ? Nè ba ơi, đừng để bong bóng bay mất tiêu á nha. Ơi nè, con cầm đi chứ, sao bắt ba cầm vậy? Thì tại bây giờ tay của con đang bận hết trơn rồi nè. Trời, cái thằng này. Dạ, xin chào quý khách. Cái bong bóng này là của con anh, nó nhờ cầm giùm đó. Dạ, xin chào quý khách. Mấy đứa nhỏ 5 tuổi thiệt là mê chơi game hết chỗ nói, chơi mà quên bong bóng luôn nè. Dạ xin lỗi, xin lỗi. Ôi. Dạ xin chào quý khách, quý khách tìm gì vậy ạ? Tôi đi xem áo vest một chút đó mà. Nếu vậy thì mời quý khách xem cái này có được không ạ? Chất liệu vải của Ý và sản xuất tại Nhật Bản đó, kèm theo đó là giá cả rất hợp lý nên nó được nhiều người ưa chuộng lắm đó anh. Nếu được thì mời quý khách choàng vào thử xem sao. Vậy à? Thôi tiêu rồi. Xin hãy chờ một chút mà.
Dạ, của anh đi. Xin lỗi anh, làm phiền anh quá. Trời ơi, con đã nói ba như vậy rồi thì thôi đi. Hôm nay chú bỏ qua cho ba con một lần nha chú. Con giỏi thì giữ cái bông bóng bay này đi, nói hoài. Được không anh? Không, hôm nay chắc anh không mua áo vest nữa đâu. Để bữa khác anh qua cửa hàng chính anh mua. Vậy à, em hiểu rồi. Còn cô Sen đâu? Thì nó còn mê cái máy chơi game chứ còn ở đâu nữa. Con thú nhồi bông này cũng dễ thương quá ha. Mẹ ơi, mua cho con cây đá ở đây. Con muốn cây đá, con muốn cây đá. Không được đâu. Đi chỗ khác thôi. Có phải lỗi của tôi đâu trời. Tại sao lúc đi nhà sách như vậy lại trở chứng đau bụng chứ? Chắc không kịp quá. Trời ơi, cuối cùng cũng xong. Không được nhìn nha. Sẵn sao mở không được ta? Cột hơi bị kỹ hay sao? Dạ xin lỗi. Chờ một chút. Chờ một chút nghe. Trời ơi. Ủa anh hả? Anh đi đâu vậy anh? Em tìm anh hoài mà không thấy nên đã tới đây ngồi uống nước đợi anh đó. Anh trả tiền luôn nha. Hả? Sao anh lại trả tiền? Bông bông dễ thương nhớ em quá đi à. Nhớ nó thì giữ nó luôn đi. Rồi cuối cùng cũng bắt mình giữ. Ê, hình như có ai bị bỏ rơi thì phải. Cô đơn quá trời quá đất vậy à. Mày có muốn được tự do không? Xin lỗi anh. Quá wow, công nhận mệt mỏi ha. Mở tivi. Ôi nè, bong bóng nè con. Ba đây đài chỗ nào đó cũng được. Cái gì? Bởi vậy em mới nói là không thích bong bóng đó. Không sao đâu Hima ơi, ngoan nha. Ba mất tiền rồi, mất cả 1000 yên luôn đó ba ơi. Nè nha, ba chưa nói con đâu đó. Ba nói vậy là sao? Đứng lại, ta liệu quái bong bóng đây. Ba, con sợ lắm. Lần sau còn đòi mua mấy cái này nữa là chết nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi mà. Bực bội.